Đây, đây không phải là đôi chân của nàng tiên cá đây. Đây, mình sẽ cho các bạn coi ha. Nàng tiên cá thật thụ đầy đi. Đấy. Nàng tiên cá đời thật à. Còn ai muốn coi nàng tiên cá Facebook thì lên Facebook coi, rất đẹp. Ba dòng đầy đủ. Đây, mình sẽ quay nàng tiên cá. Đấy, đây, đây, đây. Đây, đây là bò biển. Và thường được ví con là nàng tiên cá. Nhưng mà nàng tiên cá thì trong Facebook chắc nó Photoshop nên ớm hơn các bạn à. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi nghe. Rất chi là đẹp. Đây chỉ là một mẫu vật thôi. Và ở cái viện Hải Dương Học Nha Trang này còn rất 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 nhiều thứ để xem. Video của mình chỉ ít thôi à. Các bạn muốn biết nhiều, muốn biết đầy đủ thì hãy đến đây coi. Trời, biển Nha Trang đẹp lắm. Nắng mát, nắng mà nó mát, nó không có nóng nực như Sài Gòn hay là những nơi khác. Biển rất xanh, cát rất đẹp đó. Thôi nhé, các bạn thấy con nàng tiên cá này như thế nào? Theo mình thấy là nó rất là đẹp. Đẹp theo giống loài nó chứ mà đẹp theo cái kiểu hình dung của mình về tiên cá thì không được nha các bạn. Đây là nơi, đây nơi lưu trữ các mẫu vật biển ở viện Hải Dương Học, rất rất nhiều đấy. Và bây giờ các bạn xin ta đang xem là phòng trưng bày mẫu vật. Chúng ta sẽ tham quan khoảng 20.000 mẫu và trên 10.000 loài. Nhưng mà tất cả các loài sinh vật biển ở đây người ta đều xuất xếp theo quy luật tiến hóa. Thì bây giờ trước mặt em đang xem là một con bò biển. Đây là loài thú mà lúc nãy chúng ta đã xem qua có bộ xương. Đó là loài thú mà mình đã hình tượng là nàng tiên cá. Đây là con bò biển do ngư dân người ta đánh bắt được ở biển Kiên Giang vào năm 2003. Trọng lượng của nó khoảng 400 kg và chiều dài là 2m75. Là loài thú biển có hình thức nuôi con giống người. Em có thể quan sát ở dưới nắp của bò biển, em thấy là con bú nuôi con. Loài thú biển này nó sinh con nhưng mà lại sinh con rất ít, mỗi lần có một con thôi. Nhưng mà 3 đến 7 năm sau thì nó lại sinh con thứ hai. Nó sinh con thứ hai. Và khi sinh con xong thì nó dùng hai bơi đó kẹp con vào cho bú sữa và cắt làm thành các con con. Đó là một trong những loài cũng rất là giống người. Và giống người nữa là nó cũng có tuổi thọ rất là cao. Bởi vì trung bình tuổi thọ những con bò biển này có thể thọ trên 70 tuổi. Nhưng mà nó lại khác người là tuổi sinh con của nó rất sớm. Tức là 10 tuổi thì nó đã được sinh con. Và thời gian mang thai là 13 tháng. Còn loài này tuy mặc dù lớn như vậy nhưng là loài thú hiền lành. Nó chỉ ăn cỏ biển thôi. Và số lượng ăn trong một ngày rất là nhiều. Khoảng trên 30 cái cỏ trong một ngày. Hiện giờ nó là loài thú chúng ta nên bảo vệ bởi vì số lượng ít. Bởi vì qua đây thì em thấy tỷ lệ sinh của loài này thấp. Mỗi lần có một con mà 3 đến 7 năm sau mới sinh con thứ hai. Nên hiện giờ số lượng ít cho nên chúng ta nên cần bảo vệ cho không đánh bắt nó. Còn bây giờ để xem những loài khác nữa thì các em có thể lên tầng 2 nữa. Bây giờ chúng ta đi cầu thang này lên tầng 2 để xem tiếp.